cho các bạn. Hôm nay mình đến với các bạn, mình chia sẻ cho các bạn về cái tạo Gmail, cái chính dịch vụ và cũng là cái Gmail có thể làm được 3-4 kênh phụ hoặc 4-5 kênh phụ do ta muốn tạo, và cũng là một cái số điện thoại và dùng trong cái tạo Gmail sẽ được nên là 3 kênh phụ và 1 kênh chính. Trước tiên là ta nên vào trang mạng của Gmail và gõ tạo Gmail. Nên
làm và khôi phục nó thì sau này nó sẽ đề phòng cái là mà mất hoặc sập tam hoặc mất kênh. Chúng ta nên khôi phục để chị ăn bài cho đúng. Tôi để khôi phục, tôi làm khôi phục luôn. À, sắp hết rồi. Mai để khôi phục cái em mai này, chúng tôi sẽ sử dụng em mai và khôi phục để bảo mật cho tài khoản của bạn vào ngày tháng năm gì cũng vậy. Trở lại cái tiếp theo, thế là ta được một cái tài khoản bạn dùng loại video và nhắn tin, bao gồm quảng cáo phù hợp với bạn hơn. Tôi đồng ý. Sau tiếp theo, chúng ta không đọc thì cũng phải thấy là cứ từng bước là đồng ý. Và ấn tiếp theo, tiếp theo. Đây. Như vậy là chúng ta là đã có một cái tài khoản của Wattler, như là tài khoản của em Mai, từ Mai. Vậy thì chúng ta khi đã lập được cái tài khoản từ Mai rồi, chúng ta sẽ vào đây, nó sẽ có cái từ Mai và thậm chí là được có cả từ Mai cộng. Trước là có từ Mai cộng không hiện đâu, nhưng mà nó sẽ có một cái từ Mai cộng cho các bạn. Tạo kênh thương hiệu, người ta là tạo kênh thương hiệu như là kênh thương hiệu
của ta là đấy, bây giờ ta sẽ chọn cây nhiên liệu và cài đặt. Bây giờ để chuyển lại này các bạn này, các bạn thấy rằng đây vào cái chỗ cài đặt đây, nhấn vào hình người đó, chúng ta nhận vào cái chỗ cài đặt đây thì nó sẽ ra cái tính năng bổ sung và cái tạo kênh mới cài đặt ra đây, và nhận và tạo kênh mới. Thì đây là cái kênh thương hiệu của chúng ta đây, để tạo kênh thương hiệu, một tài khoản thương hiệu. Đây là có thể tên khác với tài khoản cá nhân của bạn, ví dụ như doanh nghiệp hoặc một số kênh khác mà bạn chọn. Đây, như vậy là ta tạo kênh thương hiệu của bạn như là Vlog MMO chẳng hạn, Trung Hiếu MMO, hoặc là kênh thương hiệu như là Anh Hùng Sa Mạc Đánh Cá. Ôi trời ơi, nhiều lắm. Clip hay VDVD, và phải tạo một kênh để cho nó có thương hiệu hay hay. Hay là View View ấy, mấy cái tên mới nổi tiếng, View Vlog chẳng hạn. Đây là Trung Hiếu Vlog, kênh thì đây gọi là Trung Hiếu Vlog, TH TH này, Vlog TH Vlog Vlog kênh, thì ta nên là tải cái ảnh nó về và tải ảnh cho nó phù hợp, nó đẹp. Đấy, cô gái này thì nó hơi là mờ, nhưng mà thôi cứ tạm thời là như vậy đi. Ta sẽ có hai cái, một cái là đây, tài khoản chính và tài khoản phụ. Đây là cái tài khoản chính của ta, tài khoản chính và tài khoản phụ. Thì ta là có hai tài khoản, và cần thiết thì ta lại lập thêm một cái tài khoản nữa. Thì nhưng mà lập cái tài khoản nữa thì ta lại phải có số điện thoại và xác minh những cái điều đó. Bây giờ là mình lập cái số tài khoản này, ta lại tiếp tục tài khoản chính. Bây giờ nó cũng có đầy đủ, đây là tài chính giờ cộng này. Đó là cái cách mà lập tài khoản chính và tài khoản phụ. Thân ái chào các bạn.